Ellie Trần lộ vòng ba to bất thường. Bà mẹ hai con diện váy mỏng tang ôm sát dự sự kiện tối ngày 14 tháng 7. Ellie Trần tự lái xe đến dự sự kiện tối qua ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên vừa đóng phim xong, liền thay trang phục ngay tại phim trường để đến event. Trời mưa rất to, Ellie Trần được bảo vệ hộ tống vào bên trong. Ellie tự trang điểm và làm tóc vì không có thời gian đến salon. Ellie tự tin khoe vẻ quyến rũ trong bộ cánh gợi cảm, phơm dáng ôm sát và cắt xẻ táo bạo của chiếc váy giúp cô khoe được đường cong. Vòng ba nảy nở bất thường của nữ diễn viên gây chú ý với nhiều người. Tuy nhiên, đại diện của Ellie cho biết cô không dùng phụ kiện độn mông và do váy ôm và cách tạo dáng nên trông vòng ba lớn hơn bình thường. Sau 2 năm nghỉ ngơi để chăm sóc hai thiên thần nhỏ, Ellie Trần trở lại điện ảnh với nhiều vai diễn. Cô vừa hoàn thành một dự án khởi quay từ cuối tháng 5 và phải mất 3 tuần ở Nga để quay bộ phim này. Ngay khi về Việt Nam, nữ diễn viên lập tức tham gia dự án phim Girl and Gangster cùng Trần Bảo Sơn. Bộ phim do đạo diễn Hoàng Chân Chân thực hiện, còn có sự góp mặt của Trần Quân Ninh, nữ diễn viên từng thủ vai Từ Huệ trong Võ Mỹ Nương truyền kỳ. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức soi Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức soi Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.